Đây là xe của anh bán dừa. Ôi, quá đẹp luôn là dừa ơi, là dừa nhìn kìa. Đó, dừa được lên sóng luôn nè. Hello cả nhà. Hôm qua sen mệt quá nên là bần một giấc cho tới 10 giờ sáng. Thức dậy đi ra ngoài chợ Thái Bình để ăn món bún canh. Đi ra ngoài chợ người ta dẹp hết rồi. Bây giờ sen đang ở đường công viên 23 tháng 9 ở đường Bùi Viện Phạm Ngũ Lão. Để đi bộ ra chợ Bến Thành coi kiếm có cái gì nạp năng lượng thì sen nạp, xong rồi sen sẽ đi tiếp. Sen luôn chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống và gia đình. Bây giờ cả nhà cùng Sen đi vô chợ Bến Thành. Ở Việt Nam thích lắm cả nhà ơi, nhưng mà đi một lát á, mồ hôi một kia đổ tùm lum hết trơn. Với lại Sen cũng quen rồi, ở đâu Sen cũng ở được hết trơn á. Ở khu công viên 23 tháng 9 này tới mùa Tết á, người ta hay tụ tập bán chợ hoa ở đây đó cả nhà. Sen lang thang một mình, cả nhà nào có lang thang chạy qua Sen. Ở phía bên chỗ công viên 23 tháng 9 là có cái nhà ga từng hầm của Việt Nam mình đó cả nhà. Ở đây lâu rồi, từ lúc mà cậu hai Sen còn nhỏ xíu luôn mà bây giờ họ vẫn chưa hoàn thành xong. Sen cũng hy vọng một ngày nào đó họ hoàn thành xong, Sen sẽ đi thử một lần từ chợ Bến Thành đi tới Suối Tiên đó cả nhà. Ở phía bên trước Sen cả nhà cũng biết ở đâu rồi, có cái tòa nhà cao nhất ở Sài Gòn. Sen có hỏi anh công nhân nhưng mà anh công nhân chưa có biết khi nào khai trương. Ở đây là đường Nguyễn Trung Trực, quận 1. Cả nhà nào muốn tới chợ Bến Thành ghé đây thưởng thức món bún thịt nướng. Trời ơi, Sen ghé thăm mấy người bạn nhưng mà gọi điện ai cũng bận rộn á cả nhà, nên là Sen ăn một tô bún thịt nướng rồi Sen sẽ đi tiếp. Đây là bún tươi. Bây giờ ông đi lại với đồ đi không chạy? Rổ rau xà lách. Rồi về ghé bà Mỹ lấy giá rồi xong đi, hai lần hoài dạ, còn con giá nào bán nè. Ở đây họ bán bún này rất là ngon. Sen mời cả nhà ăn bún chả giò thịt nướng cùng với Sen. Sen đi ngang thấy chị bán chuối nướng rất là ngon. Đây Sen muốn chia sẻ cả nhà nào tới quận nhất ở phía sau chợ Bến Thành, đường Nguyễn Trung Trực, quận 1. Cả nhà Sen đi tới đâu Sen thấy đồ ăn ngon thì Sen sẽ quay chia sẻ lên. Giờ bao nhiêu một trái anh ơi? Dạ 30 chị đẹp ơi, chị đẹp. Sen đi ngang thấy anh bán dừa, Sen ghé mua một trái dừa 30 ngàn. Đây là dừa sim rất là ngon, ngọt. Cả nhà Sen sẽ... Có bỏ đường không vậy anh? No. No luôn, bán dừa mà nói tiếng Anh như gió cả nhà ơi. Bây giờ lấy cho mà Sen một trái dừa, Sen sẽ thưởng thức một trái dừa sim đây. 30 ngàn đồng Việt Nam. Anh bán dừa đẹp trai dễ thương đây. Rồi không cho ông hút rồi sao hút đây anh. Bán dừa mà không cho ông hút, cho Sen uống nguyên trái dừa gì đó cả nhà. Ngọt trả tiền, chua khỏi trả. Ok, anh bán dừa nói là ngọt trả tiền, chua không có cần trả, uống thêm. Sen mời cả nhà uống dừa sim ở Sài Gòn, chợ Bến Thành cùng với Sen. Sen uống trái dừa rất là ngọt, cả nhà 30 ngàn mà anh bán bảo đảm luôn. Bán xong anh đi mua ổi còn 10 Sen ăn nữa nè. Ở Sài Gòn, Việt Nam mình lúc nào người dân cũng thân thiện á cả nhà. Đây là xe của anh bán dừa. Dừa ơi, là dừa. Đó, dừa được lên sóng luôn nè. Anh bán dừa đó. Anh bán dừa được lên sóng đẹp trai à cả nhà. Anh bán dừa có gia đình chưa? À, rồi xong luôn. Sen tính cu anh bán dừa, anh có gia đình rồi thôi Sen đi luôn à. Rồi cảm ơn anh bán dừa nha. Để lấy miếng ổi trước khi đi. Sen ăn ké một miếng ổi của anh bán dừa. Rồi cảm ơn anh nha. Sen đang ở khu Nguyễn Huệ, quận nhất cả nhà. Ở khu này thì Sen cũng đã ở đây một thời gian rất là dài trước khi có cậu hai. Bây giờ Sen đi tung tăng, nãy giờ Sen thấy một cái xe búp bi, Sen sẽ
thuê xe này đi một vòng khoảng chừng 30 phút, 120 ngàn cả nhà. Có cái xe buýt City Tour nhưng mà đi thời gian dài nên là Sen thấy có cái xe này dễ thương. Sen ghé Sen đi thì bắt tài nói 30 phút, 120 ngàn thì vừa túi tiền thì Sen đi cái chiếc xe này đi một vòng. Ở phía bên đường là khách sạn Red. Khách sạn Red đó thì Sen cũng đã từng làm phục vụ ở đó một thời gian đó cả nhà. Ở cái tòa nhà trắng trắng đó thì cả nhà cũng biết rồi. Còn cái tòa nhà bên kia thì chung cư Eden ngày xưa Sen cũng đã từng ở một thời gian cũng lâu. Sau đó người ta lấy lợi người ta làm khu trung tâm thương mại. Sen cũng đã vô một lần rồi. Ở trong khu trung tâm thương mại thì cũng buôn bán đồ giống như ở bên nước ngoài đó cả nhà. Nên là Sen cũng không có vô. Đây là anh Bác Tài rất là dễ thương. Anh Bác Tài này tên gì vậy? Tên Hưng hả? Bây giờ Sen mời cả nhà cùng lên xe Bobby lên anh Bác Tài chở đi một vòng nha. Sen đang ở trên xe Bobby Bon Bon để đi vòng quanh chia sẻ cho cả nhà cùng xem ở khu quận nhất Sài Gòn. Rất là thú vị, thích lắm cả nhà. Cả nhà nào nhớ tới Sài Gòn ghé quận nhất nha, đón những chiếc xe Bobby các anh tài xế chở đi vòng quanh chỗ nào mình không biết thì mấy anh Bác Tài sẽ nói rõ ở chỗ đó là khu nào thì mình sẽ rõ hơn á cả nhà. Sen thể ở đây chỗ nào thì Sen cũng biết nhưng mà có khi thì có đường thì nhiều khi cũng quên á, Sen cũng có hỏi lại Bác Tài. Bây giờ cả nhà đây có anh Bác Tài rất là dễ thương đây. Anh Bác Tài này là cũng là người dân Sài Gòn nha, chứ không phải là dân quê như Sen nha. Bây giờ Sen đã lên trên xe Bobby để ngắm mấy anh trai đẹp nha. Ở trên xe nó hơi rung rung, cả nhà cũng thông cảm nhiều khi không có được chuẩn cái video. Sen cũng không có thời gian nhiều ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn bây giờ rất là đẹp đó cả nhà. Đây là đường ở bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Sen cũng nói với lại Bác Tài, Sen là chùm chúa ở đây một thời gian đó cả nhà. Ở đường này là đường Pasteur cả nhà. Cả nhà nào đi về Việt Nam ghé Sài Gòn nhớ đi ra khu Nguyễn Huệ đó, có nhiều xe như là xe bus City Tour hay là xe Bobby. Bây giờ nó có nhiều lắm cả nhà ơi, rất là thích luôn. Thì Sen cũng thử trải nghiệm. Thì mỗi thời đại thì nó một cái hiện đại nó khác nhau, thì mình cũng nên thưởng thức và trải nghiệm để cho biết được cuộc sống hiện tại bây giờ là có đầy đủ, cái gì cũng có hết trơn. Sen cũng rất là vui mừng khi mà Việt Nam mình được phát triển và khách nước ngoài họ tới đây để tham quan đất nước Việt Nam. Cả nhà cũng biết rồi đó, khu phố ngoài đường thì rất là ồn ào tiếng xe, có khi thì Sen nói không rõ thì cả nhà cũng thông cảm. Đây là hàng cây me rất là đẹp và mát đó nha. Trước đây Sen cũng hay đi ngang đây, thấy mấy anh ngồi bán me thì Sen cũng ghé mua me chín với lại me tươi á, về nấu canh chua rất là ngon. Dinh Độc Lập, công viên cây xanh, cây cổ thụ rất là lâu năm đó cả nhà. Sen thì không có vô bên trong Dinh Độc Lập, thì chỉ đi ngang qua quay để chia sẻ cho cả nhà thôi. Thời gian thì cũng không có nhiều, có 30 phút ở trên chiếc Bobby này thôi. Sen cũng đã tới chỗ khu nhà thờ Đức Bà rồi. Như Sen đã chia sẻ thì Sen chỉ có đi trên xe thôi chứ Sen không có đi xuống cả nhà nha. Đây là Đức Mẹ Maria. Khu nhà thờ Đức Bà họ đang sửa chữa mới đó cả nhà. Rất là đông khách du lịch người ta tới đây. Đây là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì Sen cũng hay ghé bưu điện này để gửi thư tình cho trai đó cả nhà. Thì bây giờ công nghệ mới hết trơn rồi thì ít có ai để gửi thư bằng tay lắm. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh
Cái này là cũng mới đó cả nhà, trước đây thì không có đâu. Nói chung là Việt Nam, Sài Gòn mình bây giờ rất là phát triển đó cả nhà. Diamond Plaza, cái khu tòa nhà này lúc mà mới khai trương là cũng một thời hoành tráng cả nhà, nhưng mà bây giờ siêu thị các nơi thì mở nhiều quá nên là chỗ này cũng bình thường. Cả nhà cũng nhìn thấy mới tháng 11 là không khí mùa Noel rồi, họ đã trang trí cây thông và con ngựa rồi các thứ rất là nhiều luôn. Hồ con rùa, nói chung là cái khu này như Sen đã chia sẻ đó, Sen cũng đã chùm chúa ở đây rồi nha cả nhà. Ở đây thì cũng không có xa lạ gì đối với Sen, nhưng mà bây giờ mười mấy năm rồi nên là cũng không có khác gì, thì một số người họ cũng sửa chữa lại mới một. Lê Dũng, quận Nhất cả nhà. Lần đầu tiên Sen vô Sài Gòn thì Sen cũng đã được đi phụ bếp ở một cái khách sạn 5 sao của tập đoàn Liên Danh của Pháp đó cả nhà. Sen làm ở đây phụ bếp cả nhà. Ở bên trong khách sạn này là có mấy anh đầu bếp người Pháp rất là đẹp trai và dễ thương á. Bây giờ Sen đi hướng chỗ cầu Ba Son, nhưng mà Sen sẽ đi ở dưới bên cầu để đi vòng lại chợ Bến Thành. Bác Tài cũng chở Sen tới chỗ khu Bến Thành rồi. Hồi trưa nay Sen ghé chợ Bến Thành nhưng mà Sen không có ăn ở trong đó. Đây là phía trước chợ Bến Thành. Ở đây trước đây cũng có một cái bùng binh có bức tượng, bây giờ người ta đập bỏ rồi đó cả nhà. Do khu này có cái từng hầm làm tàu metro đó, nên là người ta mới đập đi á. Ở đây là cổng trước Bến Thành. Chị ơi, bưởi ngọt không? Sen đi ngang qua Sen thấy cái chị bán xe bưởi đậy, Sen sẽ ghé mua một vài trái ăn á cả nhà. Sen thích ăn bưởi lắm. Bao nhiêu một trái vậy chị? Chị mua cái năm gòi hay da xanh? Một cái năm gòi, một cái nha da xanh. Da xanh thì 30.000 một trái, còn cái da xanh thì 40.000 ký. Dạ, chị lấy cho em trái nào ngon chị lột cho em hai trái. Sen đi cả ngày rồi, bây giờ ghé vô nộp năng lượng đây. Đây là món nấm hấp xả. Còn đây nguyên cái xè gỏi cuốn chay á cả nhà. Sen mời cả nhà ăn món chay cùng với Sen nha. Quán này tên là Sen á, của quán Sen thôi chứ không phải là quán của Sen nha. Rồi, mời đi. Đây là khu phố Sài Gòn về đêm cả nhà ơi, nhộn nhịp, nhà hàng, người đi qua đi lại rất là đông. Sen cũng mới đi lòng vòng cả ngày nay, bây giờ Sen mới tấp về khu chỗ Sen ở. Rồi sau đó Sen thấy một cái chiếc xe hàng ăn giặt, Sen tấp vô, Sen mua một trái xoài. Chị cắt một trái xoài đây nè, trái xoài rất là bự, 25.000. Đây là cái chiếc xe của chị bán hàng rong, chợ trong chợ ngoài, chợ nào chị cũng đi bán.